mình tiếp tục đi nha. Đây là một cái rừng rất là rậm rạp. Thì sâu vô trong thì nghe nói là có người khỉ. Cái tiếng Anh nó gọi là gia quỳ. Mình không biết có không nhưng mà mình thử đi khám phá biết đâu mình gặp. Tiếp tục đi nha mọi người, cô chó mình là dẫn đầu. Ok, mình tiếp tục đi. Wow. Mặc dù gió nhưng mà cũng không có lạnh lắm mọi người ơi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Gió kìa. Wow, yên đi, yên đi. Chạy sâu vô rừng nữa nha mọi người. Thì nãy mình đi một khoảng một khúc thiệt là xa nhưng mà mình không có thấy, thì mình tiếp tục đi nữa, mình phải chạy vô một cái chỗ khác, mình phải đi bằng xe thì mới tới nơi được. Đây là cái khu rừng mọi người, khu rừng nguyên sinh, nó cũng có tự lâu đời rồi. Mình đang đi nha, tiếp tục đi. Đang leo dốc mọi người ơi, xe mình đang leo dốc. Tiếp tục cuộc hành trình để looking for gia quỳ, để tìm người khỉ. Nói là cái người khỉ nó rất là cao, cao to vạm vỡ lắm, giống như là người khổng lồ á mọi người. Thì có người đã lên đài đã nói rồi, có thấy rồi, người ta cũng quay phim. Thì mình cũng có coi cái YouTube đó, cho nên mình thấy có thể là nó có nhưng mà cũng hiếm khi mình bắt gặp được lắm. Nó trốn, nó thấy cái người mình tới thì nó trốn đó mọi người ơi. Xã mình muốn mình đi vô, mình tiếp tục đi nha mọi người. Để bây giờ mình xuống đây đã đậu xe rồi, bắt đầu mình chuẩn bị đi bộ sâu vô rừng nha mọi người, cứ đợi hen. Mọi người ơi, mình đứng đây mình thấy cái một cái đen đen đó, có phải là người khỉ đang đứng chờ không? Ôi, cũng đang hồi hộp quá, nhưng mà có thể là không phải mọi người ơi. Thì mình cứ đi thôi mọi người ơi, đi. Nó vừa đe ra lên lúc. Yeah, nhìn coi nó giống quá nhưng mà không phải rồi. Giống nhưng không phải. Thì mình phải tiếp tục đi nữa mọi người ơi, đi. Tiếp tục đi nữa. Có thể là gia quỳ leo up the tree. No, không có. Mình đi nữa. Tiếp tục đi mà thôi. Cô Mai mình nói đâu có cái mùa gia quỳ gần đây, cô báo tin nhưng mà. Mai, có thấy có người khỉ chưa? Không có thấy người khỉ chưa? Đó, ok, mình tiếp tục đi nha. Mình tới đây, mình thấy một cái vũng nước. Có nhiều người đã người ta chạy xe tới sâu trong đây để người ta đi tìm người khỉ. Mọi người thì thấy đây, over there, thấy không, chiếc xe có cái dũng nó còn lầy lại. Thì rất là nhiều người đã tới đây để tìm gia quỳ chứ không phải riêng mình nha. Thì mình hy vọng hôm nay là cái ngày may mắn mình sẽ gặp. Mà nếu như mình gặp cái người khỉ thì không biết mình làm gì nữa, chỉ chạy thôi mọi người. Ba chân bốn cẳng mà chạy. Lên núi để mình leo lên dốc. Rồi cuối tuần thì mình hay leo lên núi nè, rồi đi biển, đi vô những khu suối rừng rậm rất là vui. Mình với ông xã mình có xem hobby, thì mình với ông xã mình là xem hobby mọi người ơi. Sở thích đó, thích đi núi, đi rừng, đi biển, đi câu cá, đi chơi mấy cái vùng xa, vùng sâu như vậy đó mọi người. Cô Mai mình cũng thích nữa. Tiếp tục đi nha. Có thể trong đó có trốn ở trong rồi đó. Cái rừng rậm thật là rậm, cho nên mình cứ đi thôi. Wait and see, đợi đấy, tiếp tục đi. Đây mọi người ơi, thì bây giờ khu rừng này rất là cao, mình ở trên đỉnh rất là cao. Cảnh cũng rất là đẹp. Cũng có những người ta
có nhà ở đây để người ta nuôi bò sữa đó mọi người. Dải núi trùng trùng điệp điệp. Mọi người ơi, thì bắt đầu mình tiếp tục đi nha. Bây giờ mình đi qua một cái khu khác nữa. Ôi, ảnh dẫn mình đi tìm gia quỳ. Đi đi, lẹ lên, đi theo ảnh nha mọi người. Ôi, đé, ảnh chỉ đằng kia. Ôi, nhưng mà ôi. Ảnh chạy ra mọi người. Ôi, đé. Ôi, mọi người ơi, ảnh nói là đằng kia, mình có đâu có thấy gì đâu. Rồi, để mình cứ tiếp tục mình đi coi nó ra sao nha. Đi 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 ơi mọi người ơi. Đằng kia đâu có thấy gì đâu. Anh nói bữa nay anh dẫn mình đi tìm người khỉ mà sao chưa có thấy người khỉ, mà sao thấy ảnh giống khỉ quá mọi người. Ôi, bây giờ ảnh nói cái gì đây? Anh kêu cứ tiếp tục đi đi. Đi mọi người ơi. Cái này là người khỉ. Oh, that's real gia quỳ. Mọi người ơi, ảnh giỡn cho mình vui. Thì cũng tiếp tục đi. Thì biết đâu mình, ôi không, không may mình có đang làm gì đó. Tiếp tục đi mọi người ơi. Đi 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 đi. Đây, cái khu rừng này nó rất là rậm rạp. Thật là sâu vô trong kia. Sâu trong kia thì người ta nói có gia quỳ ở đó, nó ẩn núp ở trong đó. Tại vì bên nay trời lạnh quá, thành thử ra nó trốn rồi. Hoặc là trời gió nó cũng trốn luôn. Thì mình rất là kiên nhẫn mình tìm, nhất định tìm cho được. Nhưng mà hình như là hôm nay chắc có phải là về tay không rồi, không có bắt được cái con gia quỳ nào hết. Nói bắt thì không đúng, tại vì mình thấy gia quỳ là mình chạy mọi người ơi. Ba chân bốn cẳng mà chạy, chạy không biết chừng nào mới thoát được nó. Nếu mà mình thấy con gia quỳ không biết chừng nào, nhưng mà nói là tại trời gió thì có thể là nó trốn rồi. Nếu mình không có chọc phá nó thì nó cũng không có làm gì mình đâu mọi người. Darling, do you see the yaoi? Có thấy người khỉ không anh? Không thấy người khỉ mà toàn lại thấy anh giống con khỉ quá hả? Anh giỡn cho vui thôi mọi người ơi. Bây giờ anh kêu mình cứ tiếp tục đi đi. Thì tiếp tục đi nha mọi người. Tiếp tục đi. Trời, đi hướng này ha anh. Ok, tiếp tục đi nha. Ôi, người khỉ mọi người ơi. Cái nơi là người khỉ thật sự rồi. Cái gốc cây này to quá. Ôi, người khỉ đang thôi thôi ma, đừng đừng đừng. Thì trong rừng này chỉ có anh Ben, Chiên và Mai. Có ba người mình thôi. Đây, cái gốc cây này mọi người rất là to nha. To cao lâu năm rồi. Có thể là mấy trăm năm tuổi đó mọi người. Giống như cái chân tượng, cái chân voi vậy đó. Thôi chắc là tìm gia quỳ không được rồi. Thất vọng quá, nhưng mà lần sau mình sẽ tiếp tục tìm. Thường là mình không có bỏ cuộc đâu. Tìm chừng nào nếu mà có thấy thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Nếu mà thích á, mọi người có thích thì cho mình một like, subscribe, ủng hộ mình nha, để mình có động lực làm thêm. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Thank you. Say bye bye. Bye bye. Tạm biệt. Yeah, thank you.
you.